Đoàn đại biểu Đảng ta do đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương dẫn đầu đã tham dự trực tuyến hội nghị liên đảng quốc tế với chủ đề An ninh sinh thái và phát triển bền vững do Đảng nước Nga thống nhất chủ trì tổ chức tại Sakhalin, Liên bang Nga. Tham dự hội nghị có Chủ tịch Đảng nước Nga thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Thủ tướng Chính phủ Vương quốc Campuchia Hun Sen và lãnh đạo khoảng 10 đảng cầm quyền tại các nước châu Á Thái Bình Dương. các đại biểu tham dự hội nghị liên đảng quốc tế về an ninh sinh thái và phát triển bền vững cùng cho rằng hợp tác giữa các đảng chính trị đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc thúc đẩy giải quyết các vấn đề toàn cầu cùng phối hợp trong việc xây dựng các chính sách nhận dạng các nguy cơ thách thức và đề xuất các biện pháp tổng thể ứng phó với các nguy cơ thách thức về an ninh sinh thái phục vụ cho quá trình phát triển bền vững trên toàn cầu và tại mỗi quốc gia các đại biểu khẳng định các đảng chính trị cần tham gia tích cực hơn nữa vào việc giải quyết các vấn đề cấp bách trong hợp tác song phương và đa phương trên các lĩnh vực. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hoài Trung chia sẻ một số nội dung chính trong chủ trương chính sách phát triển bền vững của Việt Nam, khẳng định chính sách phát triển bền vững của Việt Nam vừa phản ánh những xu hướng chung tích cực của thế giới, vừa vận dụng, xây dựng phù hợp với điều kiện cụ thể của Việt Nam với mục tiêu xuyên suốt là phấn đấu xây dựng xã hội xã hội chủ nghĩa, dân giàu, nước mạnh dân chủ, công bằng, văn minh, trao đổi một số phương hướng nhằm tăng cường hợp tác quốc tế vì mục tiêu phát triển bền vững, an ninh sinh thái và hợp tác giữa các đảng chính trị. Hội nghị diễn ra theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến trong hai ngày, mùng 6 và mùng 7 tháng 10 năm 2022. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi cũng tham dự trực tiếp hội nghị này.